Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác về con MG ZS phiên bản Comfort nhập Thái ha. Đây là phiên bản nhập Thái với cái mức giá niêm yết của nó là 569 triệu. Đây là phiên bản thấp hơn phiên bản Luxury. Hôm trước đã quay cho các bác xem về phiên bản Luxury rồi. Thì đây là phiên bản thấp hơn với mức giá rẻ hơn 50 triệu đồng so với phiên bản Luxury. Hiện tại thì phiên bản này đang có xe giao ngay nhé. Và nếu như tạm tính lăn bánh ở Sài Gòn nó đâu đấy khoảng 650 triệu. Các bác chuẩn bị khoảng 200 là có thể lấy được xe rồi. Thì chia ra hàng tháng thì mình góp đâu đấy khoảng 7 triệu thôi. Thay vì các bác mua một con Toyota Vios hoặc là Hyundai Accent thì các bác có thể quan tâm đến cái dòng crossover gầm cao này với mức giá là 569 triệu. Hiện tại thì giáp Tết số lượng xe bán cũng đã sắp hết rồi, chỉ còn một con này có thể giao ngay thôi. Các bác nếu quan tâm thì có thể ghé qua nhé. Đi một vòng bên ngoài cho các bác xem trước. Đây là phiên bản nhập khẩu từ Thái Lan nhé. Năm sản xuất vẫn là năm 2020 thôi. Đối với một cái người thực dụng như mình, nếu mình chọn một cái con ZS trong tất cả các phiên bản thì mình sẽ chọn phiên bản này. Đây là phiên bản giữa ha. Bởi vì với cái tầm 569 triệu mình thấy những cái trang bị trên con xe này hoàn toàn phù hợp với cá nhân như mình. Còn trên phiên bản Luxury thì nó có thêm cam 360, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, mâm nó to hơn xíu. Thì những cái đấy đối với bản thân mình thì nó hơi màu mè, không cần thiết lắm. Mình chỉ cần một con xe như thế này thôi. Cửa sổ nóc đôi khi nó sẽ nóng, ghế điện cái cơ không thành vấn đề. Mâm thì mâm như thế này á, thì đôi khi là cái bề dày của cái lốp nó dày hơn thì nó sẽ êm ái hơn nữa. Nên đó chứ hẳn là một cái nhược điểm đâu. Cái đấy tùy quan điểm mỗi người thôi. Mình chỉ nói lên cái quan điểm cá nhân thôi ha. Bây giờ mình sẽ đi từ trước ra sau, đi một vòng quanh xe, bên ngoài, nội thất và những công nghệ an toàn để cho mọi người tham khảo. Đây là một cái bãi bên trong kho xe luôn ha. Nếu mà tính trong cái phân khúc crossover gầm cao so với Seltos, so với Toyota Cross, so với Hyundai Kona thì con này có kích thước là to nhất và dài nhất luôn. Các bác có thể xem những thông số. Tôi đã đối chiếu catalog các hãng và đưa ra một kết luận là nó to hơn, nó rộng hơn. Nhưng mà nếu mà nhìn như này thì các bác không cảm giác nó to lắm. Nhưng nếu các bác xem trên giấy tờ thì mới biết là nó to hơn những con kia. Về phiên bản này thì phía trước vẫn trang bị là đèn LED nhé. Đèn full LED, đây cái dãy đèn. Đèn này có thể điều chỉnh được lên xuống này. Đèn tự động nhưng mà gạt mưa thì sẽ chỉnh bằng tay. Phía dưới này vẫn được trang bị cái đèn sương mù luôn. Nhưng mà đèn sương mù này chỉ là đèn halogen thôi. Trên này mới là đèn LED nhé. Mặt ca lăng thì nó vẫn là màu đen cả. Khá giống với, gần như là giống, phần trước này gần như là giống so với phiên bản Luxury. Nó chỉ khác là nó không có cam 360 thôi. Động cơ, hộp số, khung gầm xài chung trên tất cả các phiên bản luôn. Vẫn là động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, 112 mã lực, 150 Nm. Đi kèm là hộp số CVT. Đời trước nhập Trung Quốc thì nó sẽ là hộp số 4 cấp, bây giờ nó nâng cấp lên là hộp số CVT. Thì đây có thể gọi là một cái sự cải tiến ha, bởi vì hộp số này nó sẽ mượt mà hơn với cái động cơ như thế này. Tiêu hao thì các bác không cần phải lo đâu. Đối với những cái động cơ nhỏ như thế này chạy trong phố nó loanh quanh khoảng tầm 8 lít đổ lại thôi. Mâm trên con này là kích thước là 16 inch. Sam 255 60R16 tất cả đều có cảm biến áp suất lốp. Cảm biến áp suất lốp nó sẽ hiện trên màn hình táp lô. 4 phanh đĩa. Con này nó có cái chức năng là làm khô phanh đĩa đó, và phanh khi mà các bác ôm cua nó có hết, nó giống như con Luxury luôn. Treo trước thì vẫn là treo MacPherson thôi. Gầm thì cao hơn đời trước. Gầm thì được 17. Xi nhan trên gương. Bản này có sấy luôn nhé, sấy trồng này, chỉnh điện gập điện. Vẫn có viền chân kính mạc chrome, tay nắm cửa mạc chrome. Ở đây có cái nút này, nút bác chỉ cần để cái chìa khóa trong túi thôi, có thể mở được cửa. Thanh giá nóc vẫn như vậy, thanh giá nóc vẫn là làm bằng inox luôn, rất sáng. Quay bằng cái GoPro này nó hơi bị cong cái hình nha, cong cái khung hình. Phía sau đèn nó vẫn là đèn LED cả nha. Bô này là hai cái bô, bên này bô giả này, bên này mới là bô thật nha. Nhưng cái bô nó cắm xuống dưới đất á, cái kia chỉ là cái giả tạo hình thôi. Còn camera lùi thì nằm đây này. Cảm biến có 3 cái cảm biến lùi. Đèn hậu là đèn LED. Có sấy nè, phun nước. Những cái xe mà các bác để ý, những cái xe mà đuôi cục như thế này nó đều có cái gạt mưa ở đây. Cốp này mở bằng tay nha, ấn vào đây mở lên. Đối với bản thân tôi, những cái điều khiển bằng cơ tôi không ngại, đó là hoàn toàn bình thường. Có lẽ là do tôi bán hãng xe Nhật nhiều năm nên là cá nhân mình cũng hơi thực dụng. Đây là cái cốp ha, ba lô của tôi, một số đồ nghề tôi để trong này cũng khá sâu. Và các bác thấy đây nó có một cái đường viền này, tức là mình gập được hàng ghế này nếu muốn để cái đồ gì đó nó dài ra đằng trước. Những món theo xe nó nằm bên dưới nè, bánh sơ cua nằm dưới này hết nhé. Bây giờ vào nội thất cho các bác xem. Nội thất thì vẫn là bọc da nhé, tầm ột da, đặc biệt cái da con này nó mềm lắm, vẫn là vân carbon này, chỉ đỏ, giống như con Luxury. Hàng hai con này thì rộng rồi, nó phải rộng chắc cũng tương đương con Seltos đó, rộng hơn con Toyota Cross một xíu. Có luôn là cửa gió hàng ghế thứ hai này, hai cổng USB. Cái ô này ở giữa là cái ống bô ha, cái đường bô á, chứ con này vẫn động cầu trước. Toàn bộ ghế sẽ là bọc da, da màu đen có vân carbon ở một số phần và đường chỉ màu đỏ. 3 dây đai 3 điểm, các cái tựa đầu có thể nâng hạ được ha. Toàn bộ là dây đai 3 điểm hết, có các móc Isofix hết. Ghế này thì cố định, không có thể trượt tới trượt lui, cũng không thể ngã được ra phía sau nữa. Ngã ngược về phía này để chứa hành lý thì được. Bản này sẽ không có cửa sổ trời ha. Cửa sổ trời thì tùy người thích thôi, chứ cá nhân tôi thì không thích. Tại vì cửa sổ trời các bác phải dán thêm phim cách nhiệt nữa, không nó sẽ rất là nóng. Và cửa sổ trời thì đi nhiều năm thì có khả năng những cái ron cao su đó, nó sẽ bị chai cứng, mình phải thay đi, còn không nó sẽ bị vào nước. Cái tay để nắm ở các có 4 cái. Xe của Auto Lock ha, các loa, các cửa đều có loa hết, sẽ có 6 loa. Ghế chỉnh cơ không thành vấn đề, 6 hướng. Với tôi chỉnh cơ chỉnh điện ở tầm này thì không có vấn đề gì hết. Ghế đặc biệt mềm lắm, các bác đến đại lý sẽ thấy là cái da này rất mềm ha. Đây là cái khu vực mà điều chỉnh cái gương chiếu hậu, bên này là cái đèn có thể điều chỉnh độ cao này. Vô lăng điều khiển điện ha, vô lăng trợ lực điện. Vô lăng là đẹp mà, chỉ có cái là cái da đây nó hơi cứng thôi, nhưng mà có cái đầy đủ các cái phím chức năng. Ở đây cái vát này rất đẹp này, nhìn nó một cái miếng ở dưới này thì nó vát thì thể thao, và cái miếng này là một cái điểm nhấn của cái vô lăng luôn. Con này cũng có kết nối Apple CarPlay, Android Auto hết ha. Gương thế này là sẽ là gương chỉnh cơ. Còn cái màn hình này thì y hệt trên con Luxury thôi, chả khác gì cả, các thông số y chang. Các bác thấy cảm biến áp suất lốp đấy, nó hiện lên từng bánh. Rồi các bác sẽ biết luôn là nó sẽ có cái chức năng là giới hạn tốc độ. Ví dụ như cài 80 thì cài 80, nó sẽ tin liên tục cho các bác. Nhưng mà các bác đạp ga nó vẫn đi nha, nó chỉ cảnh báo tốc độ thôi. Cái vô lăng này có một cái hay là nó sẽ vẫn sẽ có cái chức năng đó là điều chỉnh độ nặng nhẹ vô lăng. Đây này, các bác sẽ vô phần writing. Đây này, phần steering. Các bác có thể chọn được cái độ nặng của vô lăng, tức là độ siết của vô lăng nặng nhẹ các bác có thể điều chỉnh được. Còn chế độ lái vẫn có 3 chế độ lái ha, y hệt con Luxury luôn. Có chế độ thể thao, chế độ bán tự động và chế độ bình thường. Đấy, 3 chế độ. Một số cái chức năng là đèn Follow Me Home này, Find My Car này đi kèm với cái ứng dụng trên điện thoại ấy. Để xem cái điều hòa con này. Dưới này có các cái phím cơ này các bác. Đây này, phím này điều khiển được 2 chiều này, một số phím điều khiển được 2 chiều. Sấy kính trước sau, nhiệt độ. Con này nó sẽ không có chức năng là lọc bụi mịn 3.5 PM ha. Trên cái bản Luxury thì nó mới có chức năng đấy. Màn hình cái 8 inch có kết nối Apple, Android Auto và Apple CarPlay. Đây này. Android Auto thì phải xài điện thoại mà xài Android 10 mới được nha. Đây là cần số, bọc da hết, hộp số CVT mà. Về động cơ thì con này nó xài là vừa đủ thôi chứ không thể nói là mạnh được, phải gọi là yếu nhất phân khúc luôn ấy. Nhưng mà với một cái tầm xe mà các bác giá tiền nó chỉ loanh quanh những cái con ví dụ Hyundai Accent hoặc là Toyota Vios mà gầm cao và được trang bị rất nhiều thứ như thế này thì có thể chấp nhận được. Động cơ con này nó còn mạnh hơn con Hyundai Accent mà. Phanh tay điện tử Auto Hold. Con này vẫn có hỗ trợ xuống dốc luôn nha, hình như là có hỗ trợ đổ đèo luôn ấy, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc là hình như là có hết. Trên này vẫn là da rất êm, cái đường kéo này nhìn điểm nhấn đạt nè, da mềm hết. Đó, đấy là những thứ mà các bác thấy được. Còn về công nghệ an toàn thì con này gần như là nó chỉ khác với cái bản Luxury là bản kia là 6 túi khí, bản này có 2 túi khí, còn lại là giống hệt. Cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đây, cảm biến lùi, camera lùi là có hết. Chức năng làm khô phanh đĩa, rồi phanh góc cua, những cái đấy là con này nó có cả. Về công nghệ an toàn chỉ thua bản Luxury là nằm ở 2 túi khí và 6 túi khí thôi. Với mức giá là 569 triệu. Con này nó có cái chỗ mà để các bác mà tắt cái túi khí bên phụ này, công tắc nằm bên này nha. Đấy, rồi tôi sẽ ra bên ngoài quay một lượt nữa cho các bác xem nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Tôi sẽ tạm dừng video tại đây.